Đầu tiên cho phép mình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị các bạn mà có mặt trong gian cà phê hôm nay. Với chương trình hôm nay thì mình xin gửi đến quý vị toàn thể quý vị các bạn mà ban giám khảo ca khúc Nắng Trở. Trước đã rất là sôi động của bài này thì là
thêm một bậc nữa. Nhiệt đang đang từ rất cao, chúng ta lại đi cao lên nữa. Về cái độ nhiệt huyết và độ sôi của bài hát. Cho nên là xin chúc mừng Phước về cái bài Nắng Trời này. Bài Nắng Trời này mình cũng nghe khá nhiều, nhưng mà cái cách phối hợp, cái cách hát của bài này hôm nay thì cũng rất là mới, nghe cũng rất là thích, nghe rất là sung. Cái cách hát của bạn ấy, mình thích cái giọng của bạn, giọng của bạn nghe nó sáng, nghe nó cũng có độ sang, nó có chữ sang ở trong giọng. Và lên cao thì như là nó hơi bị chưa được thực sự thoát cái âm thanh, nghe âm thanh nó chưa được thực sự sáng, tròn. Và khi mà bạn lên tông thì là bị hơi cố một chút, và bị với cảm giác cái giọng nó hơi bị cái âm thanh bị rơi xuống cổ, nên nó bị hơi khàn khàn một chút. Về cái phong cách biểu diễn của bạn từ đoạn đầu đến đến trước khi bạn lên tông thì nó hơi bị trì trệ so với cái âm nhạc rất sôi động, nhưng mà cái phong cách của bạn thì nó lại chưa được thực sự hợp. Nhưng mà khi bạn lên tông thì âm nhạc nó máu lửa nó sôi lên rồi, thì là bạn phong cách như này nó sôi động hơn. Tuy nhiên là cái phong cách sôi động như thế nó cũng chưa thực sự hợp với nhạc, là không phải bạn cứ đứng một bên và cái tay của bạn nó cứ như này đâu. Tuy nhiên là cả phong cách, cả gương mặt, cả người làm sao nó quẹt nó một chút với cái phong cách biểu diễn đấy. Âm nhạc thì cũng tương đối là tốt. Nói chung ngày hôm nay thì là bạn cũng đại xe của Quốc Cường cũng khá cao. Sau bạn kia thì cứ tranh nhau một hai viên gạch, là không biết là ai hơn ai. Tuy nhiên là xin chúc mừng bạn trong phần thi ngày hôm nay. Bên đây là chờ bạn may mắn được đây. Vâng, xin cảm ơn chương trình và xin được chúc. Mình thích cái cách các bạn phối từ cái cách vào bài, hay là ở gần cuối các bạn có một cái đoạn feel về bài này và bài trước đều là hai bài cùng một style, những cái ca khúc acoustic và đều có phần bè rất là tốt, cũng như là những phần phối riêng biệt. Nhưng mà bài này của bạn thì nó nhiều màu sắc hơn. Ví dụ như là đoạn cuối bạn sau một cái cả một cái đoạn trước rất là sôi động, thì bạn kéo trầm xuống, và cái đoạn feel của bạn mình rất thích cái đoạn đó. Bài này thì mình cũng đã từng nghe một số bản, nhưng hôm nay mình thực sự mình thấy rất là ấn tượng với bản này. Chỉ có mỗi một điều mà mình thấy hơi tiếc một chút, đó là ở cái đoạn đầu có một số cái nốt của bạn nó hơi thiếu độ cao độ một chút thôi, nghe nó hơi ngang. Đoạn sau lên tông thì bạn ấy hát rất là tốt, nhưng có thể là đoạn đầu mình chưa quen hoặc là mình chưa mở hết giọng. Và một cái nữa mình cũng góp ý, đó là ca khúc này là ca khúc quạt tràng, và tức là đánh tiết điệu rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn dùng một cây acoustic thì nó sẽ làm một cái tiếng, cái âm thanh nó rõ hơn. Còn khi mà quạt tràng trên đàn kia là đàn semi thì nó không tạo được những cái âm sắc thực sự sôi động. Thì mình nghĩ là nếu mà các bạn thử với một cây acoustic thì tiếng khi mà mình quạt sẽ được rõ sắc nét hơn. Còn mình rất thích tiết mục này của các bạn. Chúc các bạn may mắn trong tối hôm nay. Xin cảm ơn bạn Lâm Khẩu và xin cảm ơn bạn Văn Phước. Cảm ơn bạn.